Đây là bộ phim về ông này Ông này hay bốc phét lắm lời Bằng việc đứng tê chân suốt mấy giờ đồng hồ Nghe điện thoại từ một người đàn ông lạ mặt Không nghe sẽ bị bắn lên người à, Ý là bắn vào người Video này được mang đến cho bạn bởi content chuột trí Và tôi còn quại Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Câu chuyện diễn ra tại New York, một thành phố ồn ào từ tận đầu những năm 2000, đã là chỗ ở của hơn 8 triệu dân cũng vào thời điểm đó. Các thiết bị di động bắt đầu lên ngôi. Nokia từng bước làm bố làm mẹ thị phần điện thoại. Hồi người ta còn gọi điện thoại là dế và dế thì đá, đá bay chén cơm của các bốt điện thoại công cộng. Tuy thế như Manu, những chiếc bốt điện thoại vẫn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Cụ thể như nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Đây là Stu Stu làm bên xuất bản Trong một tòa soạn cũng gọi là có số có má ở New York Tài năng thì không bàn đến Cơ mà thái độ của Stu nhìn cũng phải bằng hai anh Trương Anh Ngọc Láo với khách hàng, hách dịch với đàn em Xung xoe với những ai cần xin sỏ Hơi tí lại phở lách. Ai ý kiến thì Stu vỏn vẹn một câu Anh sống thế đấy em và thế là không ai dám làm gì nữa stu qua hai cái di động gọi đến gọi đi nhiều đến mức cần có một chú trợ lý kè kè chỉ để nghe hộ điện thoại chuyện khách hàng chuyện liên lạc sao này người mẫu kia cơ mà đặc biệt kể cả có hai chiếc điện thoại rồi stu vẫn cứ ngày nào cũng trốn việc buổi sáng chạy đến bốt điện thoại nằm giữa phố 53 và phố 8 để gọi cho một người Trước khi gọi, Stu vẫn có thói quen tháo cái nhẫn cưới ra đặt lên thanh ngang rồi mới quay số gọi điện. Liệu có phải Stu đang là điệp viên và đây là cách đến trụ sở bí mật dưới quảng trường thời đại? Mỡ nên mà húp. Stu ra đây để gọi điện cho Pam, cô diễn viên trẻ mà anh đang muốn sơi đều như vắt tranh hôm nào anh cũng gọi như này chắc mẩm là tán nốt hôm nay thì đến mai không đứng trong buồng điện thoại mà đứng trong buồng tắm với cô diễn viên nhưng mà nay khi chưa kịp quay số stu bị một người đàn ông gõ cửa bắt anh nhận ship một chiếc pizza ban đầu thì stu tưởng là lừa tại ai lại gọi ship đến bốt điện thoại bao giờ Cơ mà ông giao hàng này bảo người ta trả trước hết tiền bánh rồi Nhưng mà Stu đang muốn ăn lòn, không muốn ăn bánh Nên thằng trả đầy đẩy đuổi người Thậm chí còn xì si luôn 5 đô ra Bảo ông shipper tự cầm đi mà ăn Ông shipper bị đối xử như ăn mày ăn nhặt thì buồn lắm Nhưng vẫn bỏ đi Chứ cũng không làm lớn chuyện với cái thằng điên này làm gì Cuối cùng thì Stu cũng có cơ hội gọi điện cho Pam Như mọi lần Pam thắc mắc tại sao hôm nào Stu cũng gọi cho cô Từ cùng một cái bốt điện thoại vậy Mà không biết rằng điện thoại Stu là loại trả sau Gửi bill về nhà toán thế gọi điện cho gái Stu trả bị mẹ chặt đầu Stu hứa hiu hứa vượn Rằng đã dùng quan hệ cất nhắc cô lên vài vị trí tốt Vài vai diễn để đời Múa môi một lúc Thì Stu hẹn Pom ngày mai đến khách sạn uống rượu Lấy cớ giới thiệu cô với những nhân vật quan trọng mà anh đã kể nhưng cô gái thì tìm cớ thoái thác stu thất vọng lắm thao túng tâm lý pam nói rằng anh đã tự thân sắp xếp lại lịch của một cuộc họp quan trọng vào sáng mai chỉ để không bị lỡ cái thói quen ngày nào cũng gọi điện cho cô vào giờ này pam giật mình hỏi stu có điên không thì hắn trả lời là không cơ mà cô gái thì sợ mấy thằng điên tình giả vờ bảo không lắm nên đồng ý sẽ gặp stu vào ngày hôm sau ngay khi cuộc nói chuyện với pam vừa hết stu gác máy định đeo nhẫn lên thì điện thoại trong bốt đổ chuông quá ai lạ chả nhẽ pam không đợi được stu cơ mà thật kỳ quặc đầu dây bên kia là một người đàn ông với chất giọng trầm ổn. Ông ta trách Stu đã làm tổn thương đến ông ta Và cả ông Shipper vì không nhận bánh pizza Ông chỉ có ý tốt Giúp Stu có sức chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra Cái gì sắp xảy ra cơ Tưởng thằng rảnh le nào đấy gọi điện trêu đùa Nên Stu định cúp máy luôn Nhưng người đàn ông bên đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng cảnh báo Giờ mà anh gác máy sẽ có chuyện cực kỳ xấu xảy ra không nghe lời thì anh sẽ biết thế nào là lễ hội Stu hỏi đầu dây bên kia là ai Nhưng người đàn ông đó chỉ lặng lặng nói rằng Hắn ta là một người rất thích theo dõi Stu Vãi lều đi gọi điện cho bồ lại gặp biến thái Không biết là trời quả báo hay gì Stu giáo giác nhìn xung quanh Thì người đàn ông ở đầu dây bên kia bắt đầu mô tả anh đang mặc gì với độ chính xác 100% Stu hoảng lắm Hỏi người đàn ông kia hắn đang ở đâu Nhưng kẻ sau điện thoại chỉ bảo Stu check hết cửa sổ xung quanh Cơ mà đây là New York Stu thì làm quái có ích go vision Nhìn thế nào được hết cửa sổ quanh đấy Stu muốn kiểm tra người đàn ông một lần nữa Hỏi hắn xem anh đang làm gì Rồi thò tay ra ngoài bốt điện thoại giơ ngón giữa cho bán dân thiên hạ cùng thấy Người đàn ông gọi điện chê Stu bất lịch sự Rồi gọi thẳng tên anh là Stu luôn Stu bảo đếch quen thằng nào tên là Stu Cơ mà lão già kia lẳng lặng đáp lời Rằng là hay là anh thích được gọi là Stuart Stu vẫn không chấp nhận sự thật Nói với người đàn ông kia rằng anh là thổ địa ở cái chỗ này Chả ai quen Stu Người đàn ông kia tiếp tục minh họa bằng cách gọi tên đầy đủ Địa chỉ nhà rồi hình như là cả tên bố mẹ làm Stu phát hỏa bảo lão cút đi lão kia vẫn điểm tĩnh bảo với Stu rằng hắn quen Pamela McFadden cũng là Pam mà hôm nào anh cũng trốn vợ ra đây để gọi điện gã bắt đầu đe dọa Stu nói rằng nếu anh mà cúp máy thì sẽ có người phải trả giá không biết đầu Stu nghĩ cái gì nhưng anh quả quyết gã gọi điện chơi khăm anh chỉ là một diễn viên không để được nhưng đổ lỗi cho Stu vì anh không cất nhắc hắn được đà Stu dọa sẽ tìm ra thằng trả rồi khiến nơi duy nhất hắn được làm diễn viên là phòng khách nhà mình Stu còn hỏi rằng liệu hắn có quen anh trợ lý Adam của Stu hay không nhưng thằng trả chỉ lặng lẽ giả lời rằng đây là việc giữa Stu và hắn Stu đòi cúp máy thì thằng cha bên kia lại tiếp tục tấn công bằng cách sẽ gọi điện đến chào hỏi Kelly vợ anh. Stu hoảng quá nhưng tay nhanh hơn não nên anh phải bấm nút gọi lại trên điện thoại. Mỗi tội là không được. Anh bước ra khỏi buồng, nhìn ngang nhìn dọc xem có ai đáng nghi hay không thì chiếc điện thoại lại reo lên một lần nữa. Stu chạy vào nghe máy, hỏi người đàn ông kia có động cơ gì thì hắn chỉ trả lời rằng hắn cần sự chú ý của Stu và vào giọng nói của hắn. Anh hoảng loạn hỏi kẻ kia là ai thì bị hắn đùa cợt bằng việc nhắc lại y hệt những gì mà anh đã chụp mũ hắn lúc nãy, không biết là bị chơi. Stu đổi giọng ngon ngọt bảo có gì giúp được hắn thì anh sẽ giúp nhưng tên kia chơi bài ngửa luôn bảo là thằng nhà báo quèn có phải dân điện ảnh quá đâu thế thì biết đách gì ai mà xin vai hắn bảo stu những gì hắn cần ở anh là giờ stu hãy gọi điện cho người đầu tiên mà anh gọi khi vào đây stu giả vờ không hiểu Thế là thằng cha kia gọi hộ anh luôn Hắn gọi Pam bằng điện thoại khác Rồi mở loa ngoài cho cô nghe cuộc nói chuyện giữa anh và hắn Người đàn ông kia tự giới thiệu mình là bạn Stu Và Stu là một thằng dối trá Pam hỏi Stu rằng hắn có nói thật không Thì Stu cầu xin Pam gác máy Nhưng hắn lại cười bảo Pam không nghe được gì đâu Quay lại nói chuyện với Pam Người đàn ông nói rằng Stu đã không thành thật với cô từ đầu. Ông ta chất vấn cô gái việc tại sao Stu lại gọi cho cô bằng điện thoại công cộng. Pam bảo Stu nói làm thế sẽ riêng tư hơn. Cơ mà người đàn ông kia ngửa bài luôn. Stu làm thế để vợ trách điện thoại di động thì có mà trách 10 cái cũng không phát hiện ra. Pam ngỡ ngàng bảo rằng Stu bảo vẫn còn độc thân. Thì người đàn ông kia bảo Pam hỏi Stu xem Kelly là ai và lý do duy nhất mà Stu cứ mời cô chui vào khách sạn uống rượu là để Stu có thể chui vào dưới váy cô. Pam bảo cô không có ý định ngủ với Stu. Nhưng nếu cô giúp anh thì có ơn có trả Họ có thể làm bạn bè Kẻ gọi điện lạ mặt nói thêm rằng Stu tuổi gì mà đưa ai lên làm ngôi sao Rồi tắt máy pam cái dục Stu chưa kịp tiêu hóa tình hình thì một cô gái chuyên ngành chăm sóc đàn ông ở ngoài gõ cửa bắt Stu phải rời đi vì cô ta muốn gọi điện Stu lại đuổi cô ta lại chửi Stu quay trở lại điện thoại hỏi động cơ của thằng trả là gì thì lão kia trả lời là động cơ V8382 mã lực và cả hai nên gọi cho Kelly Stu bảo Kelly không có ở nhà thì thằng cha kia quả quyết vợ anh đang đi mua sắm ở Columbus Stu định hỏi sao thằng kia biết nhiều về vợ chồng anh đến vậy thì hắn bảo Stu gọi ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn anh hỏi lại xem hắn muốn anh nói gì với vợ thì thằng trả chỉ lạnh lùng trả lời rằng stu nên thú nhận với vợ mọi chuyện liên quan đến pam rằng stu đang ngoại tình stu gân cổ cãi bảo là đã được mũi nào đâu mà kêu là ngoại tình anh bắt đầu hiêu vượn rằng pam với kelly cũng như là phở với cơm thằng nào chả ăn cơm và lâu không ăn cơm thì sót ruột Cơm mà ăn cơm mãi cũng chán nên là thi thoảng và làm tí phở cho nó ngon nhất là quán phở gà đùi full option ở số 7 nam ngư hà nội cái đầu dây bên kia mỉm cười bảo rằng kelly là cơm nhà mẹ nấu còn pam với stu cuối cùng cũng chỉ là gói phở vi phong stu tức mình chửi lại thế là thằng kia chửi anh bất lịch sự trong khi stu vẫn đang tranh cãi cô gái làng chơi kia đã quay trở lại đòi đánh stu giành lại cái bốt nhưng Stu bảo New York thiếu quá hệ điện thoại đâu Sao cứ đòi lúc anh đang gọi điện là nào Cô gái kia cáu lắm Bảo Stu cứ coi chừng ấy rồi bỏ đi Thằng cha bên đầu dây bên kia phá lên cười Khiến Stu rén Bảo là thôi hay là giờ mình không gọi cho Kelly nữa Mà gọi cho anh nhấp ảnh ra mà Stu quen Để chụp mấy tấm cận mặt đi gửi thử vai ấy. Thằng kia cười to hơn Bảo Stu rằng hắn từ đầu có phải diễn viên đâu Hắn chỉ là sứ giả của sự thật mà thôi Hắn đến gặp Stu để bắt anh thành thật với vợ. Tên kia bắt Stu dùng di động gọi cho vợ và ghé sát di động vào ống nghe điện thoại công cộng để cô nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và anh. Stu làm theo Thì Kelly ở đầu dây bên kia nói rằng Đã có một người đàn ông gọi cho cô trước Bảo Stu sắp gọi từ điện thoại công cộng về cho cô Vì có chuyện quan trọng cần nói Stu vẫn ra mồm bảo rằng là nhiều thằng đùa dai lắm trong khi kẻ lạ mặt đòi Stu kể hết với vợ việc anh đang thao túng tâm lý một cô gái để hú hí như thế nào. Ngay khi Stu vẫn mải chọn lựa từ ngữ thì thím ngành kia đã quay trở lại với một chị em đồng nghiệp khác. Họ chửi Stu rất to khiến cho đến cả Kelly cũng phải nghe thấy. Stu bảo không có gì Chỉ là mấy thím đi khách đòi dùng điện thoại Nhưng có vẻ những người chỉ là kia chuẩn bị gõ đến vỡ kính để lôi Stu ra đến nơi Kẻ lạ mặt trong điện thoại bắt Stu thú nhận với Kelly Rằng anh muốn qua đêm với những người đàn bà khác Nhưng Stu lại nói với vợ rằng vợ chồng phải tin tưởng nhau ấy. Những thằng khác nói gì đều là xạo chó Lỡ nghe thấy gì thì cô nên bỏ ngoài tai Kelly bảo phải đi nói chuyện với bạn để bình tâm Đúng lúc con mẹ ngoài vỉa hè kia gân cổ chửi anh Stu mở cửa Bảo là sẽ trục xuất mấy con mẹ này đến Jersey Nếu mà họ không ngậm mõm lại Họ chửi nhau rất căng Cho đến khi Stu Stu chui lại vào buồng điện thoại Kẻ lạ mặt bảo Stu là thằng lừa vợ dối bồ Bị anh vặn lại rằng tại sao hắn cứ muốn xáo trộn cuộc sống của Kelly và anh Hai người đã làm gì hắn đâu Stu đòi cúp máy lần nữa Cơ mà thằng cha kia lại bảo là Điện thoại mà tút tút là đời Stu cũng tút tút Stu bảo là thế giết người bằng ống nhòm thế đếch nào được Hắn cười bảo Stu rằng ngay từ đầu hắn có bảo gì về ống nhòm đâu Đây là cái ống ngắm Stu tưởng thằng kia lòe mình Bảo là giờ hắn bắn thử thì cả làng sẽ chạy Công an sẽ đến Kẻ lạ mặt cười Stu đúng lúc có một con robot đồ chơi chạy đến gần bốt điện thoại stu cúi xuống trốn thì một viên đạn không biết từ đâu bay đến bắn vỡ tan con robot nhưng tuyệt nhiên không gây ra một tiếng động gì mọi người vẫn điềm nhiên một người bán hàng rong nhìn thấy con robot vỡ đến gặp stu kẻ lạ mặt ngay lập tức ra offer đề nghị giải quyết người bán rong nhưng bị stu phản đối anh cho người kia chút tiền rồi bảo họ rời đi mấy con mẹ ngành trở lại lần này là đến ba người nhưng stu còn chuyện khác phải lo kẻ lạ mặt hỏi stu xem có đoán ra hắn đang ở đâu hay không rồi khen stu rằng anh đang làm rất tốt tốt hơn cả những kẻ bị hắn thử thách trước đây để lời nói của mình thêm phần thuyết phục tên kia bắt đầu kể lại chi tiết cách hắn đã xử tử một tên ấm dâu 10 ngày trước một lão giám đốc bán tháo cổ phần để chạy làng khiến tất cả những người khác trắng tay hắn bảo stu đoán xem hắn đang nhắm vào đâu thì stu thấy dấu laser đỏ trên vai cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện và tất nhiên là stu không biết gì về những vụ giết người kia hắn kể thêm rằng các vụ đó nạn nhân không mất tí tư trang nào nên xua kèo không phải là cướp giật mà là phán quyết và thằng cha này là một kiểu bắt man biến thái nào đấy ở một diễn biến khác ba con mẹ gái ngành kia vẫn không chịu bỏ cuộc và lần này ba mụ trở lại với một thằng ma thằng ma cô đòi stu gác máy đi ra nhưng kẻ gọi điện thì không chịu thằng ma cô tiếp tục quấy rối stu dù rằng anh đã van xin tin rằng anh đang khó quá không cúp máy được khổ lắm, khiến anh phải xì tiền ra cho hắn. Nhưng vì lấy le với gái, tên kia đấm vỡ kính bộ điện thoại. Trong khi bà con mẹ gái ngành đứng vỗ tay, kẻ lạ mặt hỏi Stu xem có muốn hắn giải quyết hộ tên này hay không. Stu nói không, nhưng tên kia quay trở lại với gậy bóng chày, đập vỡ kính giả để bóp cổ Stu. Trong lúc hoảng loạn, anh nói có ngay khi kẻ lạ mặt hỏi lại đùng một cái thằng Marco cô lao đảo sờ sau gáy thì máu me đầm đìa rồi hắn lăn ra đất bà con mẹ ngảnh rú lên buộc tội stu đã bắn chết tên ma cô thậm chí còn to mồm bảo anh có một khẩu glock sự ồn ào làm đám đông vây đến quanh bốt điện thoại stu bảo kẻ lạ mặt rằng anh đã cố hết sức để bảo tên ma cô đi nhưng kẻ kia chỉ nói rằng stu đã không tôn trọng tên kia nên cái chết của tên Marco hoàn toàn là do lỗi của stu stu cáu lắm nhưng biết làm gì bây giờ anh đành dùng di động gọi chí một rồi cố nói chuyện với tên kia thật to để đầu dây cảnh sát nghe thấy nhưng họ chả Điều gì nên cúp máy cái dục ngay khi một vừa tắt máy một viên đạn bắn xuyên qua bốt sượt vào tai stu Hắn không vui vì Stu định chơi hắn. Có vẻ như tên kia đã cài máy nghe lén vào bốt nên mới biết về Palm và về cuộc gọi 911 lúc nãy. Cơ mà thôi, chả cần gọi điện. Tại vì cái thằng đang nằm chết trên mặt đường kia là quá đủ để gọi cảnh sát đến rồi. Cảnh sát bắt Stu cúp máy. Cơ mà vẫn như những lần trước, Stu cúp máy thế quái nào được. Đội trưởng Ed kêu Stu hợp tác. Nhưng Stu sợ giờ mà không tiếp tục trả lời thì ông đội trưởng sẽ là người tiếp theo phải chết. Vì không may là màu da của ông lại hoạt động như cái nam châm hút đạn. Ed cố thương thuyết với Stu, nhưng điều đó chỉ làm kẻ lạ mặt cáu hơn. Hắn không muốn ông đội trưởng làm hỏng cuộc vui để khuấy động tình hình. Kẻ lạ mặt Bastu phải hỏi ông đội trưởng Ed liệu sau khi vợ ông bỏ đi thì Ed có làm bạn với tay phải hay không? Stu thì rõ ràng là không muốn hỏi một câu hút đấm như vậy Nhưng mà đen cái là tên lạ mặt dọa rằng nếu không hỏi thì hắn sẽ bắn ép Nên Stu đành phải làm theo Bị chạm đúng chỗ yếu thì ông đội trưởng rời đi hạ hỏa Cơ mà không quên nhắc anh em cố nối đường dây với cái bốt kia để giúp Stu Vì ông nhìn ra vụ này không hề bình thường Và ngay sau khi cảnh sát đến Tiếp theo chắc chắn sẽ là cánh phóng viên Những người cùng ngành với Stu và so với những kẻ dám xả thân như này thì Stu chả là cái đách gì Trong khi Stu ăn chửi, đội trưởng S hóa ra không phải đi vì bị chửi Mà là để chỉ đạo đồng nghiệp mai phục ở các tòa nhà xung quanh cũng như nghe trộm đường dây để định vị địch cùng lúc đó di động của stu kêu rất to nhưng stu lại rén không dám thò tay vào túi rút ra tại sợ cảnh sát nghĩ đấy là súng đúng lúc đó thì kelly đến hiện trường tay không cầm điện thoại cuộc gọi kia rõ là thằng lạ mặt đang cố lừa anh và chồng kelly báo với đội trưởng ed về cuộc gọi của thằng cha lạ mặt nhưng thế bất nào ông lại nghĩ rằng đó chỉ là trò mèo của stu như mấy thằng chồng hay ghen khác cơ mà trước khi kelly nói cụ thể nội dung cuộc gọi một viên cảnh sát khác đã chen ngang báo với ed rằng anh em xạ thủ đã vào vị trí kelly quay qua giúp đội trưởng ed nói chuyện với stu nhưng stu lại phát rồ lên và từ chối nhận vợ nói rằng anh không quen kelly rõ ràng là người đàn ông ở đầu dây bên kia không thích lựa chọn này của stu nên quay qua dọa stu rằng nếu anh không nói ra sự thật thì kelly sẽ là người đạn, tu gọi Kelly, tự thú với cô rằng anh đang cố ngoại tình với một người phụ nữ khác, nói với vợ mày rằng mày muốn đụ người phụ nữ khác đi, anh muốn ngủ với người phụ nữ khác. Tao bảo là dùng từ đụ, anh muốn đụ người phụ nữ khác sau lưng em. Kelly không quan tâm, cô chỉ muốn chồng cô quay trở lại. Đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, Stu cúp máy, chấp nhận đầu hàng số phận. Stu bước ra ngoài, bị cảnh sát bắt giao nộp súng, nhưng giờ vạch quần ra thì hơi e mặt, anh có mỗi khẩu sống đấy thôi. Điện thoại lại reo khiến Kelly chạy tới chỗ anh. Một chấm laser đỏ bỗng dí vào đầu Kelly. Và lần này thì cả đội trưởng cũng nhận ra điều đó. Ông lơ mơ đoán được tình hình, bảo anh em rút để Stu nghe điện thoại. Kẻ lạ mặt bảo anh cầm khẩu súng giấu trên trần buồng điện thoại rồi bắn vào ô cửa sổ rèm hồng để giết hắn và tự cứu bản thân. Cơ mà Stu biết giờ anh mà cầm súng là cảnh sát cho anh về nhà và rằm mùng một luôn. Stu đã bị vào thế bí thì Pam cũng đến. Kẻ lạ mặt cười như được mùa. Bắt Stu phải chọn giữa vợ và bồ để hắn lọc người còn lại cho. Stu hoảng hốt xin hắn tha cho mình rồi cúi xuống giả vờ nhặt nhẫn nhưng gọi điện cho Kelly mà không nói gì ở ngoài. Kelly nhanh trí đưa di động cho đội trưởng S để ông cảnh sát nghe được rõ ngọn ngành câu chuyện. Đội trưởng tiếp tục câu chuyện về cuộc gọi ban sáng của Kelly thì được cô kể rõ ngọn ngành. Ông đưa Kelly vào xe rồi quay ra nói chuyện với stu ra tín hiệu ngầm rằng ông đã biết có thằng ngắm bắn trên cửa sổ cùng lúc đó kẻ trong điện thoại bắt stu phải thú nhận sự dối trá lươn lẹo của anh với mọi người từ vợ cho đến bồ từ trợ lý adam bị anh lợi dụng không lương đến việc lừa dối những người xung quanh để họ tưởng là anh quan trọng trong khi stu chỉ là một thằng biên tập quèn stu vừa khóc vừa tự thú trong khi cảnh sát đã truy vết cuộc gọi từ máy kelly ban sáng và phát hiện ra cuộc gọi đó đến từ khách sạn barclay gần đó cảnh sát bắt đầu thu hẹp phạm vi cẩn thận không cho tên gọi điện biết kẻ lạ mặt lại dọa giết kelly stu tuyệt vọng lắm rồi, rút khẩu súng chạy ra ngoài, chấp nhận đổi mạng để cứu vợ. Stu bị bắn nằm lăn ra đất. Đúng lúc cảnh sát phá cửa xông vào căn phòng khả nghi, ngoài súng ống và vài thiết bị đáng ngờ ra thì trong phòng chỉ có xác của một người đàn ông bị cắt cổ nằm dưới sàn. Từ lâu, hóa ra Stu không bị tên sát thủ bắn mà phát bắn kia là đạn cao su của một anh cảnh sát gần đó. Kelly chạy vào ôm chồng, dựng Stu dậy đúng lúc cảnh sát mang xác người đàn ông kia cho Stu nhận dạng. Đó hóa ra lại là ông shipper giao pizza ban sáng. Anh được đưa đến xe cứu thương và ngay khi y tá vừa tiêm thuốc giảm đau cho Stu thì các giác quan của của anh trở nên lờ nhờ kẻ gọi điện thực sự mới xuất hiện khen stu vì cuối cùng anh cũng trở thành người đàn ông chân thật nhưng mà cứ coi chừng đấy vì stu mà dối trá tiếp thì hắn sẽ quay trở lại tìm anh hắn ta rời đi đúng lúc ý thức của stu mờ dần một lúc sau ở đâu đó trong thành phố một chiếc điện thoại công cộng lại đổ chuông và một người đàn ông khác lại trả lời báo hiệu vòng lặp sẽ tiếp tục thêm một lần nữa và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong phone booth và tôi còn quạ xin chào và hẹn gặp lại